chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Lâm Đồng, 20 sản phẩm được lựa chọn để thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Xuất khẩu gạo 10 tháng tăng 16%. Sử dụng smartphone gây stress kéo dài. Đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường trong dịp Tết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý thầy cô giáo hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã quyết định lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày tôn vinh các thầy cô giáo, những người đảm nhận sứ mệnh vẻ vang trong người, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với nhà giáo nói riêng và ngành giáo dục nói chung. Đây là sự kế thừa và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Ngày Nhà giáo Việt Nam chính là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhà giáo, để toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân với những người đã đóng góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục. Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng ta cùng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hết lòng quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng và xây dựng nền giáo dục dân chủ mới. Sinh thời, người đã từng nói: "Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành." Ngày 3 tháng 9 1945, chỉ một ngày sau khi đọc tuyên ngôn độc lập, người đã chủ trì phiên họp của chính phủ và đã nêu ra 6 nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết, trong đó có nhiệm vụ mở chiến dịch chống nạn mù chữ, chống giặc dốt. Để phục vụ chiến dịch xóa nạn mù chữ, nhà bệnh nhân học vụ được thành lập, người đi học được miễn phí, phong trào nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Đến cuối năm 1946, chỉ tính riêng Bắc và Bắc Trung Bộ đã có hơn 2 triệu người biết đọc, biết viết. Thắng lợi trên mặt trận chống giặc dốt này đã làm tiền đề cho những thành quả của nền giáo dục khoa học dân chủ của đất nước sau này. Thế hệ trẻ hôm nay chính là tương lai của đất nước. Trong thư gửi thiếu niên nhi đồng nhân trung thu độc lập đầu tiên của đất nước năm 1946, Bác căn dặn: "Nước nhà trông mong, chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em." Đối với thầy cô giáo, Bác cũng quan niệm, để học sinh có đủ đức, đủ tài, thì trước tiên người dạy phải có đức, có tài, có tâm, có lòng yêu thương học sinh và yêu nghề nghiệp. Thầy cô giáo phải là tấm gương đạo đức mẫu mực cho học trò noi theo, đồng thời bản thân phải không ngừng tự học tập rèn luyện hơn nữa. Bác chỉ rõ mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, chăm lo, bồi dưỡng học sinh. Bởi sự nghiệp giáo dục là của toàn đảng, toàn dân, toàn xã hội. Chỉ có sự kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố này mới tạo thành sức mạnh tổng hợp để vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người thắng lợi. Ngày nay, sự nghiệp giáo dục luôn được Đảng và Nhà nước ta coi là quốc sách hàng đầu. Hiện tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh. Song hiện tài chỉ có được khi nền giáo dục phát triển cả quy mô và chất lượng, khi mà tất cả nguồn lực đầu tư cho giáo dục đều hướng đến mục đích vì một dân tộc Việt Nam thông thái như tâm nguyện của Bác Hồ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 20 tháng 11, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến dự có ông Ca Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các tổ chức quốc tế cùng đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường qua các thời kỳ. Tại lễ kỷ niệm, thầy thuốc ưu tú, giáo sư tiến sĩ Dương Quý Sĩ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử 40 năm hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Được thành lập theo quyết định số 58 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng từ năm 1977. Từ cơ sở ban đầu là trường sơ cấp y tế đến trường trung học y tế Lâm Đồng. Và hiện nay là trường cao đẳng y tế Lâm Đồng. Qua 40 năm hình thành và phát triển, đội ngũ các giáo viên, cán bộ viên chức nhà trường qua nhiều thời kỳ đã nỗ lực phấn đấu,
với sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề để đào tạo ra nhiều thế hệ cán bộ y tế vừa hồng vừa chuyên, phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh thành trong cả nước. Trường hiện có 71 cán bộ viên chức với 8 phòng khoa, có 1.500 sinh viên đang theo học các chuyên ngành cao đẳng điều dưỡng, dược, y sĩ, điều dưỡng trung học, dược sĩ trung học, hộ sinh trung học. Đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 14.000 cán bộ y tế, cung ứng nhân lực cho mạng lưới y tế địa phương ở tất cả các tuyến tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Và nhà trường đang hướng tới phát triển thành trường chất lượng cao với hai ngành đào tạo trọng điểm là điều dưỡng và dược theo chuẩn nghề ASEAN, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. Đặc biệt, định hướng phát triển trường trở thành Đại học Điều dưỡng khu vực Tây Nguyên. Đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn mà Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã đạt được thời gian qua, từ đó đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mong muốn trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện tốt mục tiêu trong năm học mới, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ nhà trường, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng trong xây dựng và phát triển nhà trường 40 năm qua, có 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 tập thể và 4 cá nhân nhận bằng khen của Bộ Y tế, 1 tập thể và 5 cá nhân nhận bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tặng cờ đơn vị xuất sắc cho tập thể công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 8 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Nhiều năm gắn bó trên bục giảng, cùng với tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ, với nhiều thăng trầm của nghề giáo ở một địa bàn vùng sâu vùng xa như cô giáo Bằng Tiền Cà Chết, trường Mầm Non Đà Long, xã Đà Long, huyện Đam Sông, vẫn luôn hết lòng với nghề, mang con chữ đến với con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đất còn nhiều khó khăn nơi đây. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ tấm gương điển hình này qua phóng sự sau. Thầm lặng nhưng lại là một người hết lòng với nghề giáo. Đó là những gì mà mọi người cảm nhận được ở cô giáo Bằng Tiền Cà Chết, trường Mầm Non Đà Long, xã Đà Long, huyện Đam Sông. Năm 2001, trường mầm non này được thành lập cũng là lúc chị tình nguyện vào ba xã Đà Sòn công tác. Khó khăn, gian khổ về đường xá, cùng với những vất vả lo toan về kinh tế lúc bấy giờ, nhưng bằng tình yêu trẻ thơ, yêu nghề nên chị đã vượt qua tất cả để mang con chữ cho các em nhỏ nơi đây. Chị công tác được 25 năm rồi, như vậy công hiến với lại công sức lao động. Thứ nhất là về công tác vận động học sinh ra lớp, vùng xa rất là khó khăn, như vậy cũng tâm huyết, tự yêu nghề, mến trẻ, với tâm lòng yêu đất nước. Đó là với tất cả trong tư tưởng đạo đức của tôi. Công tác soạn giảng là đối với nghề giáo viên, đó là tâm huyết của tôi về công tác giáo dục. Gần 30 năm gắn bó với nghề dạy học, với biết bao thăng trầm ở một địa bàn vùng sâu vùng xa, nơi có trên 99% con em là đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên. Để đưa được các em đến trường cùng với tập thể giáo viên nơi đây, cô giáo Bằng Tiền Cà Chết đã không quản khó khăn vất vả đến từng nhà để vận động gia đình con em trong buôn. Đặc biệt, chị luôn sống hòa nhã, gần gũi với đồng nghiệp, hết lòng truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm của bản thân cho đội ngũ giáo viên trẻ vừa bước vào nghề. Cô Bằng Tiền Cà Chết là một giáo viên lại lớn tuổi mà gắn bó với nghề 28 năm rồi. Về cái tư tưởng đạo đức chính trị, đồng chí Chết rất là tốt. Ngoài vấn đề đó, năng lực chuyên môn cũng thực hiện gắn bó với vùng sâu vùng xa, với yêu nghề mến trẻ, luôn gần gũi với trẻ, với phụ huynh, đối với đồng nghiệp bạn bè trong nhà trường thì đồng chí Rất luôn giúp đỡ chị em ở nơi khác vào tăng cường về vận động học sinh này, về cái chuyên môn này, cái phong tục tập quán ở đây, đồng chí Rất nhiệt tình giúp đỡ. Ở địa bàn vùng sâu vùng xa, đem hết tình cảm trí tuệ dành cho con trẻ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, để nền giáo dục của địa phương ngày càng vững bước, phát triển. Những việc làm của đội ngũ giáo viên nói chung và cô giáo Bằng Tiền Cà Chết, trường Mầm Non Đà Long
thực sự đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Mỗi người thầy, người cô là những người đưa đò, truyền thụ kiến thức đến bao lớp thế hệ học sinh. Từ những kiến thức được học trên ghế nhà trường sẽ làm hành trang giúp mỗi học sinh trở thành người có ích. Trong thời điểm hội nhập và phát triển của xã hội, đòi hỏi mỗi thầy cô giáo phải tự rèn luyện phẩm chất cũng như nâng cao kiến thức, linh hoạt trong phương pháp dạy học. Có như thế thì hình ảnh về người thầy mẫu mực mới động mãi trong lòng học sinh. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự. Có lẽ đối với những người thầy, người cô đã từng làm công tác quản lý, từng đứng trên bục giảng thì mới cảm nhận hết cái nghề được xem là mô phạm. Chính là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nên trong một năm, ngày 20 tháng 11, được dành tặng riêng cho các thầy, các cô. Đây cũng là dịp để những người trong ngành giáo được gặp gỡ, được chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy và được toàn xã hội tôn vinh. Tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 25.000 cán bộ quản lý giáo viên, trong số giáo viên đứng lớp ở 176 trường là khoảng 19.000 người. Với một đội ngũ hùng hậu như vậy, thì đòi hỏi mỗi người thầy phải tự học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, trau dồi kiến thức và tiếp cận những chương trình, phương pháp giảng dạy mới là điều hết sức cần thiết. Từ những năm công tác đầu tiên thì là gặp rất là nhiều khó khăn. Như khi đó thì mình mới ra trường thì soạn bài cũng đang bằng tay chứ bằng máy vi tính như bây giờ. Còn bây giờ càng ngày thì đòi hỏi những cái chất lượng ngày càng cao, như cũng chăm sóc các cháu cũng như dạy các cháu những cái chương trình thì cũng cao hơn. Và để đạt được như vậy thì bản thân cố gắng rất là nhiều về công nghệ thông tin cũng như cả cái hoạt động khác. Cùng với sự phát triển của xã hội, sự hội nhập quốc tế thì vai trò của người thầy khi đứng trên bục giảng cần phải vững về kiến thức và vững về phẩm chất đạo đức. Có như thế mới là tấm gương sáng cho học sinh. Đó chính là những chia sẻ của những người đã có một khoảng thời gian dài làm công tác quản lý, đã từng đứng trên bục giảng cảm nhận khi mà trong lòng họ vẫn còn đau đớn trăn trở về một nghề đặc thù. 38 năm ở trong ngành giáo dục. Đấy, cho nên như vậy thì bản thân tôi cùng với gia đình thì gắn bó với ngành giáo dục nhiều. Hiện nay về cái giáo dục đào tạo tại Lâm Đồng thì tôi thấy rằng rất là phát triển. Đấy, trường lớp, rồi trường quốc gia, đội ngũ giáo viên, cả bộ quản lý ngày càng trưởng thành. Về phía tôi thì đã về hưu, nhưng mà tôi rất yên tâm. Nay tôi thấy thế này, tức là với tác động cơ chế thị trường, ảnh hưởng của nhiều từ xã hội, cho nên mặc dù có rất nhiều cố gắng, nhưng mà cái chất lượng giáo dục về hành kiểm đấy, thì một bộ phận nào đó thì nó vẫn còn có cái trăn trở. Thế cho nên như vậy sắp tới đấy, các thầy cô giáo từ bản thân mình, mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học, đạo đức và sáng tạo. Cho nên như vậy thì phải nâng cao phẩm chất đạo đức dạy giáo hơn nữa để làm gương cho các cháu và góp phần cùng với xã hội để tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh. So với thời điểm này thì thấy cái sự áp lực của thầy cô giáo trẻ bây giờ rất là nhiều, tăng lên gấp bội lần so với trước đây. Hiện nay là giáo viên của chúng ta không những là phải trau dồi kiến thức, rồi phải trau dồi về đạo đức, phẩm chất, mà đồng thời lại càng phải có kiến thức nữa thì mới giảng dạy được cho các em học sinh của mình. Bởi vì các em học sinh của mình bây giờ giỏi lắm. Thật sự nói, nếu mà một giáo viên mà dạy học sinh có tâm thì học sinh nó vẫn thương thầy cô giáo, nó vẫn có sự gắn kết với thầy cô giáo. Nhưng chỉ sợ một số ít giáo viên của mình dạy cho hết giờ thì đương nhiên là làm sao mà được tình cảm của học sinh được. Cho nên rằng là đòi hỏi người thầy của chúng ta luôn luôn phải chữ tâm là hàng đầu. Trong những năm trở lại đây, ngành giáo dục Lâm Đồng đã có sự quan tâm rất nhiều đến đội ngũ giáo viên, nhất là những giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bằng các việc làm cụ thể như bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất với hệ thống trang thiết bị hiện đại, xây dựng nhà công vụ, các nguồn quỹ vận động. Tất cả đều hướng đến việc đẩy mạnh chất lượng giáo dục đại trà theo hướng hiện đại. Ở đây thì
dù có nhiều khó khăn như vậy nhưng mà tất cả các giáo viên ở trong trường cũng như là bản thân em nói riêng thì đều mang hết tất cả tâm huyết của nghề giáo để truyền thụ cho các em tất cả những kiến thức, rồi trang bị cho các em những cái hành trang kiến thức nhất định. Tuy nhiên trên thực tế, nghề giáo hiện nay được đào tạo theo nhu cầu của địa phương cũng khá nhiều. Nhưng khi ra trường vẫn chưa tìm được việc làm, hoặc có nhiều giáo viên trẻ khi về giảng dạy tại vùng sâu, vùng xa vẫn chưa mặn mà với công việc của mình. Từ thực tiễn trên, ngành giáo dục Lâm Đồng luôn nỗ lực trên các lĩnh vực để đồng hành cùng với giáo viên, chèo lái con thuyền kiến thức một cách vững vàng. Quan tâm đến cái việc là đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn. Với đội ngũ giáo viên thì trên địa bàn thì chúng tôi cùng phối hợp với các đơn vị sở ngành có chức năng thực hiện đầy đủ các chế độ của nhà nước đối với giáo viên. Về nhà trường thì chúng tôi chỉ đạo các nhà trường cũng như là quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để hỗ trợ giáo viên trong vấn đề thực hiện giảng dạy. Bên cạnh đó thì tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo để hỗ trợ cho giáo viên để tự bồi dưỡng cũng như là tự nâng cao kiến thức của mình trong quá trình để nâng cao cái khả năng giảng dạy của mình. Bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo các nhà trường sẽ xây dựng cái môi trường, cái hội đồng sư phạm đoàn kết lành mạnh. Mặc cho thời gian có dần trôi thì nghề giáo vẫn được xem là một nghề mô phạm, dù có nhiều thay đổi cho phù hợp theo tình hình thực tế của một xã hội phát triển, thì nghề giáo mới được bao thế hệ học trò cảm phục và được xã hội trân quý. Lâm Đồng 20 sản phẩm được lựa chọn để thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Nhiều giải pháp chương trình hỗ trợ giúp người lao động trong tỉnh đi làm việc ở nước ngoài là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Theo đó, có 20 sản phẩm đặc trưng của 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được lựa chọn để thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gồm trà artiso, hồng sấy gió, hồng sấy dẻo, lụa tơ tằm, bánh tráng lạc lâm, trà dây leo, hạt bắc ca, sản phẩm rau, củ, quả, gạo nếp quýt, diệp hạ châu, quả măng cục, bơ 034, v.v. Từ những sản phẩm này, tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ trên 20 đơn vị sản xuất để tạo ra hơn 20 sản phẩm theo hướng phát triển hàng hóa, mang tính đặc trưng, lợi thế của từng địa phương. Thông qua việc hình thành các tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng gia tăng lợi ích cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Đối tượng thực hiện là các hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Được biết, tổng kinh phí để thực hiện chương trình này là trên 13 tỷ đồng. Tổng hợp một số thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lạc Dương, để đảm bảo số lượng các giống rau hoa phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, thời gian này, nông dân huyện Lạc Dương đã bắt đầu xuống giống rau hoa các loại, chuẩn bị cho vụ thu hoạch cuối năm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Cụ thể, tổng diện tích rau hoa bà con nông dân huyện Lạc Dương đã và đang xuống giống chuẩn bị cho thị trường Tết năm nay ước khoảng 2.000 hecta. Trong đó, diện tích canh tác rau khoảng 1.000 hecta và hoa khoảng 1.000 hecta. Dự kiến sản lượng cung cấp cho thị trường Tết ước đạt 30.000 tấn rau và trên 140 triệu cành hoa các loại. Các loại rau được bà con nông dân huyện Lạc Dương chọn xuống giống chủ yếu là khoai tây, hành tây, cà rốt, dền, cải thảo, bắp cải, súp lơ, sú tim, bó xôi, cải cúc, đậu các loại, v.v. Đối với các giống hoa phục vụ Tết, ngoài diện tích hoa cúc, sản phẩm chủ lực của địa phương, năm nay, nhiều nông dân huyện Lạc Dương đã xuống giống các loại hoa lê ơn, hoa ly, cẩm chướng, đồng tiền, cát tường. Cùng với việc xác định các loại rau hoa chủ lực bán chạy trong dịp Tết để đầu tư xuống giống, cơ quan chức năng huyện Lạc Dương cũng đã khuyến cáo bà con nông dân chú trọng khâu chăm sóc và xử lý sâu bệnh hại.
Trên địa bàn Lâm Đồng có 4 doanh nghiệp và 1 cơ sở tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nhân cấy nấm. Hàng năm sản xuất 3 tấn nấm mỡ, 46 tạ nấm khô đông trùng hạ thảo và 20.000 phôi nấm đông trùng hạ thảo. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất nấm, nhất là nấm thảo dược đông trùng hạ thảo cho biết, tại Đà Lạt, Lâm Đồng có điều kiện khí hậu mát mẻ quanh năm với mức dao động nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, phù hợp để nấm thảo dược phát triển mà không cần nhiều sự can thiệp của công nghệ. Vì vậy, nấm dược liệu sản xuất nuôi cấy ở Lâm Đồng có hàm lượng dinh dưỡng và các hoạt chất thảo dược gần bằng thảo dược trong thiên nhiên. Mặt khác, với điều kiện tự nhiên thuận lợi trên cũng đã giảm chi phí sản xuất và giảm giá thành sản phẩm nấm dược liệu tại Lâm Đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ cho biết qua khảo sát địa phương có khoảng hơn 4.000 hecta cây trồng có giá trị thu hoạch dưới 50 triệu đồng một hecta. Trong đó có 3.500 hecta đất nông nghiệp trồng điều và lúa chưa chủ động được nguồn nước. Ngoài ra, huyện còn khoảng 400 hecta đất vườn tạp thuộc đối tượng diện tích canh tác thu nhập thấp. Riêng đối với cây điều là cây trồng chiếm hơn 40% diện tích đất canh tác của huyện, nhưng hiệu quả kinh tế đạt rất thấp. Trong trường hợp không mất mùa như 2 năm vừa qua, năng suất bình quân chỉ đạt khoảng từ 8 đến 9 tạ một hecta, giá bán bình quân 35.000 đồng một ký, giá trị thu được chỉ khoảng trên 30 triệu đồng một hecta. Ngược lại, trong những năm qua, cây điều bị sâu bệnh hại, mất mùa thì mức thu nhập còn thấp hơn. Số diện tích có mức thu nhập kém hiệu quả này cần chuyển đổi sang các loại cây trồng khác có giá trị cao hơn như cây dâu tằm, cây ăn trái, rau màu, v.v. Thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, mỗi năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 20-30 doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động từ các tỉnh, thành phố về phối hợp với địa phương để tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 560 lao động Lâm Đồng xuất cảnh làm việc ở nước ngoài. Làm việc chủ yếu tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Malaysia. Theo đánh giá của Sở, lao động Lâm Đồng đi làm việc ở nước ngoài đều có thu nhập ổn định, quyền lợi của người lao động được đảm bảo, rất ít xảy ra tranh chấp giữa người lao động và chủ sử dụng lao động. Dự kiến hết năm 2018, Lâm Đồng sẽ có 650 lao động xuất cảnh làm việc ở nước ngoài. Tiếp tục chương trình thời sự là những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Huyện Di Linh cho biết hiện nay trong số 184 thôn trên địa bàn, đến nay đã có 167 thôn đạt thôn văn hóa. Riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số có 57 thôn. Trong thời gian qua, nhờ chú trọng công tác tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, ban mặt trận thôn, nên nhiều phong trào tại các thôn xóm trên địa bàn Di Linh phát triển khá mạnh. Đặc biệt nhiều phong trào như đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, lắp đặt điện chiếu sáng tại khu dân cư, thu gom rác thải tập trung. Do đó đã hình thành nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng của người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Lâm Hà đã lập biên bản trên 4.400 trường hợp và xử lý gần 4.000 trường hợp với các lỗi vi phạm giao thông phổ biến như không có giấy phép lái xe trên 170 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 1.811 trường hợp, đỗ xe không đúng quy định 132 trường hợp, chở hàng quá tải trọng quy định gần 23 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4 tháng trên 119 trường hợp và tạm giữ trên 1.340 phương tiện ô tô, mô tô các loại. Thu nộp ngân sách nhà nước trên 2,2 tỷ đồng. Việc tăng cường các giải pháp xử lý nêu trên đã góp phần hạn chế tai nạn cũng như đảm bảo an toàn giao thông ở huyện Lâm Hà trong thời gian qua. Sáng nay 20 tháng 11, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt và Công ty Cổ phần Thiên Phúc Đức đã phối hợp tổ chức hội thi thực hành lái xe ô tô an toàn cho gần 100 đoàn viên, công nhân viên chức người lao động trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Với chủ đề Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên, đây là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có sử dụng xe ô tô tham gia với hình thức thực hành 11 bài trên sa hình, thi giấy phép lái xe mới nhất hạng B2 và thi ứng xử. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt, đây là vấn đề quan trọng, không chỉ đảm bảo an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho bản thân, người thân, mà còn giúp đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức, tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, phòng ngừa giảm thiểu tai nạn giao thông. Qua hội thi, củng cố thêm kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn, đồng thời tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền đối với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có sử dụng xe ô tô trên địa bàn Đà Lạt hiện nay. Phần tin trong nước và thế giới trong bản tin tối nay.
chủ động thị trường xuất khẩu gạo 10 tháng tăng 16%. Sử dụng smartphone gây stress kéo dài. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng gạo xuất khẩu 10 tháng đầu năm nay ước đạt 5,25 triệu tấn, tương đương 2,64 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu trung bình trong 10 tháng đầu năm đạt 503,9 đô la Mỹ một tấn, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc mặc dù giảm rất mạnh, 39,2% về lượng và giảm 30% về kim ngạch, nhưng vẫn dẫn đầu thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 24% thị phần. Indonesia là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam, đạt hơn 770.000 tấn, tương đương 361,91 triệu đô la Mỹ, tăng đột biến gấp 49,3 lần về lượng. Tiếp theo là các thị trường Philippines, Malaysia, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp. Tuy nhiên, xuất khẩu lại giảm mạnh ở một số thị trường như Senegal, Bangladesh, Chile, Brunei. Hiện 1/3 các hiệp định thương mại khu vực trên thế giới bao gồm các điều khoản về lao động, giúp tăng trung bình giá trị thương mại thêm 28%, trong khi hiệp định không có điều khoản về lao động chỉ tăng trung bình 26%. Theo một số nghiên cứu, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới FTA sẽ góp phần tạo thêm việc làm, đặc biệt là trong những ngành mà Việt Nam có lợi thế về nhân lực và chi phí lao động như dệt may, da giày, sản xuất đồ gỗ, chế biến thực phẩm, cà phê. Tiền lương được cải thiện, đặc biệt là trong các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, các FTA cũng đặt ra các thách thức cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực phi chính thức. Trong trung hạn và dài hạn, Việt Nam cần có giải pháp để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực phi chính thức tiếp cận được với những lợi ích từ việc tham gia FTA, trong đó phải cải thiện năng suất lao động khu vực này, đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động. Hiện lộ trình sửa đổi Bộ luật Lao động theo nghị quyết của Quốc hội là phù hợp với tiến trình gia nhập CPTPP. Các nước sẽ không còn áp dụng biện pháp đình chỉ ưu đãi thương mại đối với Việt Nam trong thời gian 3 năm kể từ khi CPTPP có hiệu lực nếu có những vi phạm đối với quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể. Đấy là cái hệ thống luật pháp sẽ phải được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm cho cái sự ra đời của tổ chức này một cách thuận lợi và hiệu quả. Nhưng đồng thời thì đây là một cái vấn đề rất là mới. Thế cho nên nghị quyết Trung ương 6 cũng yêu cầu là luật pháp phải được sửa đổi để bảo đảm quản lý các cái tổ chức này một cách chặt chẽ, hoạt động một cách lành mạnh. Cam kết về lao động là xu thế không thể tránh khi tham gia các FTA. Cụ thể năm 1995 mới chỉ có 3 hiệp định FTA với nội dung cam kết về lao động. Đến năm 2016 đã có tới 77 trong tổng số 267 FTA được ký kết ở 136 quốc gia có nội dung về lao động. Vừa qua, Nha Trang, Khánh Hòa đã phải chịu trận mưa lớn gây sạt lở núi, kéo theo đó là những thiệt hại nặng nề không chỉ về tài sản mà còn khiến 17 người chết và mất tích, gần 30 người bị thương. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các nhà dự báo khí tượng của nước ta bỏ lỡ hay thông báo muộn các hiện tượng thời tiết xấu. Vậy, bất cập trong công tác dự báo khí tượng thủy văn hiện nay là gì? 17 người chết và mất tích, gần 30 người bị thương chỉ trong một thời gian ngắn sau trận mưa lịch sử tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Con số thương vong quá lớn khiến nhiều người vẫn chưa hết bất ngờ và bàng hoàng. Đáng chú ý là những nơi sạt lở vừa qua không nằm trong các điểm dự báo của thành phố. Thực tế này một lần nữa đặt dấu hỏi cho công tác dự báo thời tiết của nước ta. Cái công tác dự báo của chúng ta là chưa dự báo được định lượng mưa một cách cụ thể, chi tiết với một cái khoảng thời gian ngắn và trong một cái địa bàn là nhỏ, cho nên là sẽ không thể dự báo sớm được. Lật lại lịch sử thì cơn bão số 1 năm 2016, các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Bình và Ninh Bình đã phải chịu thiệt hại vô cùng nặng nề. Nguyên nhân là do thông tin dự báo về cấp độ bão số 1 không chính xác, khiến cho các địa phương này hoàn toàn bị động. Chúng tôi không yêu cầu cái dự báo về mặt khí tượng là phải chuẩn 100%, nhưng mà phải chuẩn ở cái mức độ tối đa, chứ không thể nào tần suất. Tôi phải nói thật, những năm vừa rồi tôi nói nhớ là hướng bão sai, dự báo nó chưa vào đến miền Nam thì vào Nam, cấp độ cũng sai. Nguyên nhân nào dẫn đến những bất cập trong công tác dự báo khí tượng thủy văn ở nước ta? Theo các chuyên gia, trước hết là do biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra ngày càng bất thường. Về cái góc độ khí tượng thủy văn chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Biến đổi khí hậu làm cái mối quan hệ
giữa các biểu hiện và cái bản chất thực sự của những cái vòng khí quyển là nó đã có sự thay đổi. Do đó cái dự báo mưa trở nên rất là khó, và mưa do biến đổi khí hậu thì xảy ra nó thất thường hơn, nó mang tính diện rộng hơn thì cũng sẽ làm công tác dự báo cảnh báo khó khăn hơn. Bên cạnh đó, mật độ các trạm đo thời tiết và quan trắc của Việt Nam quá thưa cũng là một thách thức đối với ngành khí tượng thủy văn. Đơn cử như tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, tuy có nhiệm vụ dự báo, thông tin khí tượng thủy văn cho các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình, nhưng có khu vực rộng tới 300 km2, không có trạm khí tượng nào. Lũ quét sạt lở đất thì chưa dự báo được. Còn đối với lũ thì đài chỉ cảnh báo do lưu vực nhỏ và địa hình dốc, do vậy chỉ cảnh báo trước được 3 tiếng đến 5 tiếng. Rõ ràng, những dự báo khí tượng thời gian qua của chúng ta còn hạn chế và bất cập. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia, những thiệt hại nặng nề mà chúng ta đã và đang phải gánh chịu do thiên tai cũng một phần do sự chủ quan của người dân. Do đó bên cạnh việc đầu tư các thiết bị kỹ thuật hiện đại, đẩy mạnh kết hợp công tác dự báo, thì chính các địa phương cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn để người dân có hiểu biết về khí tượng, kỹ năng phòng chống thiên tai. Trong sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã có bài phát biểu, trong đó kêu gọi chấm dứt bất bình đẳng, chính là chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cho rằng sử dụng bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái dưới bất kỳ hình thức nào cũng là biểu hiện sự thiếu tôn trọng sâu sắc và không thừa nhận quyền bình đẳng sẵn có của phụ nữ. Ông cũng nhấn mạnh, bạo lực với phụ nữ là nguyên nhân nghiêm trọng, gây tổn hại và thậm chí là dẫn đến cái chết của nhiều phụ nữ còn trẻ. Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ được kỷ niệm hàng năm vào ngày 25 tháng 11. Sự kiện năm nay, với chủ đề Hãy tô màu cam cho thế giới, hãy lắng nghe tôi, sẽ bắt đầu bằng chuỗi 16 ngày với nhiều hoạt động thiết thực do Liên Hợp Quốc khởi xướng nhằm kêu gọi mọi người thuộc các lĩnh vực khác nhau cùng chung tay nỗ lực xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Theo Liên Hợp Quốc, 35% phụ nữ trên thế giới đã phải hứng chịu bạo lực thân thể hoặc bạo lực tình dục, và có tới 38% những vụ sát hại phụ nữ lại do chính những người bạn đời của họ gây ra. Một nghiên cứu của Mỹ mới đây chỉ ra rằng sử dụng smartphone không những làm giảm hiệu suất công việc mà còn khiến gia tăng tình trạng stress ở người dùng. Nghiên cứu từ Business Insider cho thấy có tới 89% sinh viên được hỏi cho biết họ thường xuyên có cảm giác điện thoại rung, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Hội chứng này xuất hiện ở phần lớn người dùng smartphone hiện nay. Gần 90% người Mỹ cho biết họ có thói quen ngay lập tức kiểm tra email và mạng xã hội khi có thông báo, và điều này thường khiến họ cảm thấy căng thẳng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những thông báo từ điện thoại sẽ đánh thức hoạt động của phần não bộ chuyên giải quyết những vấn đề được ưu tiên. Do đó, thông báo trên điện thoại liên tục hiển thị sẽ khiến bộ phận này bị quá tải và gây nên tình trạng căng thẳng, thậm chí là sợ hãi với mức độ nhỏ. Với tác động của các thông báo từ smartphone, người sử dụng sẽ rơi vào vòng tròn stress và giảm hiệu suất làm việc. Ô nhiễm rác thải đang là vấn đề gây nhức nhối trên toàn cầu, và rất có thể các máy tái chế RT7000 có thể là một lựa chọn giải pháp không tồi. Một chiếc máy này có thể tái chế khoảng 7.000 tấn rác thải nhựa hỗn hợp mỗi năm. Theo đó, rác thải nhựa trước tiên sẽ được làm sạch, làm khô và cắt vụn, sau đó được đưa vào một máy phân tách nhiệt để biến trở lại thành nguyên liệu thô, dùng cho sản xuất những sản phẩm nhựa mới. Recycling Technology cho hay, công ty này đến nay đã bán xong lượng nguyên liệu nhựa thô sẽ được sản xuất trong 3 năm tới, với giá $400 một tấn. Dự kiến, Recycling Technology cũng sẽ sớm bán RT7000 ra thị trường toàn cầu. Ước tính số máy này sẽ giải quyết hơn 9 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm. Mặc dù vậy, các nhà môi trường vẫn cảnh báo, để giải quyết vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa vẫn phụ thuộc rất lớn vào ý thức giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần của con người. Black Friday là một trong những ngày lễ hội mua sắm lớn nhất tại Mỹ. Và tới thời điểm này, nhiều nhà bán lẻ Mỹ đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm này. Tại các trung tâm thương mại lớn, hầu hết các cửa hàng đều đồng loạt treo băng rôn thông báo mức giảm sâu. Nhiều hãng bán lẻ Mỹ đã sẵn sàng các kế hoạch để hoạt động hết công suất trên cả các trang web bán hàng lẫn các chi nhánh cửa hàng trong dịp lễ mua sắm này. Chúng tôi đã giảm giá nhiều mặt hàng từ sớm. Bộ phận nhân sự cũng đã tăng cường thêm người để đáp ứng lượng khách hàng tăng mạnh trong những ngày tới. Để chuẩn bị cho mùa Black Friday năm nay, các ông lớn bán lẻ như Target và Best Buy cho biết sẽ mở cửa sớm và tăng thời gian bán hàng trong ngày, ngay từ dịp lễ Tạ ơn.
Trong khi đó, Walmart đã tăng lượng hàng hóa trong kho lên 50% và cho biết các cửa hàng của hãng sẽ mở 24/24. Các nhà bán lẻ hy vọng sẽ thu hút một lượng lớn người tiêu dùng trong mùa Black Friday năm nay. Mức giảm giá khuyến mại trung bình các hãng đưa ra là 40%, đồng thời đảm bảo luôn có đủ hàng để khách hàng sẵn sàng mở hầu bao. Bên cạnh kênh bán hàng truyền thống, các hãng bán lẻ cũng tung ra các chương trình khuyến mãi giảm giá trên kênh bán hàng online từ khoảng 2 tuần trước ngày Black Friday. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường trong dịp Tết. Thông tin cuối trong bản tin thời sự hôm nay. Nhằm để đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản đề nghị Sở Công Thương thực hiện chỉ thị 08 ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, các đơn vị liên quan sớm có kế hoạch sản xuất kinh doanh, có phương án xử lý các biến động bất thường của thị trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai các hoạt động thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước và thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kết hợp cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết của các địa bàn dân cư, nhất là vùng sâu vùng xa. Kết hợp với các chương trình bình ổn thị trường và chương trình Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, tổ chức các chuyến bán hàng về nông thôn vùng sâu vùng xa, chuẩn bị tốt nguồn hàng chính sách, hàng hỗ trợ và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng phục vụ Tết để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng, có cơ chế hỗ trợ, ưu tiên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn, mở rộng mạng lưới, phân phối hàng hóa đến khu vực đông dân cư, vùng sâu vùng xa. Nhằm tăng khả năng tiếp cận hàng bình ổn của các đối tượng khó khăn, các đối tượng có thu nhập trung bình và thấp. Đồng thời, tổ chức các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp phối hợp và các nhà cung cấp thực phẩm thiết yếu, tạo nguồn hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết. Phối hợp với các địa phương khác trên cả nước, tổ chức hoặc tham gia các chương trình kết nối cung cầu nhằm giới thiệu các sản phẩm thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo nguồn hàng phục vụ Tết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.